It says let you go. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. Hello, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái món gọi là đơn giản, cái món pizza đơn giản ở nhà. Thì hôm nay mình làm đó là món pizza trứng. Đây các bạn thấy không? Mình đã chuẩn bị năm cái trứng. Các bạn chọn trứng gì cũng được, trứng gà, trứng vịt, trứng các kiểu gì cũng được, trứng con gà điểu cũng được. Rồi. Đây là không biết cái gì luôn má ơi. Nãy tôi bỏ muối, đường, bột ngọt và nó trộn lộn hết trơn này. Các bạn thấy không? Rồi, nói chung là muối được bột ngọt thì các bạn thôi. Đây là một chén dầu ăn, thấy không? Đây là một chén dầu ăn như nước lã vậy đó. Bạn lấy đừng lấy nước lã là nổ chứ. Rồi, đây là cũng như đây là một cái đây là ớt chuông, còn gọi là ớt Đà Lạt. Rồi đây là hành, này hành tây đúng không? Hành tây. Đó, bạn chọn nhiêu tùy theo các bạn đủ ăn các bạn là được rồi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị thêm và đây là tôm thì nãy giờ mình đã gọi là tách mấy đường chỉ ra, nó ăn dừa quá tách đường chỉ ra mới được. Rồi, các bạn thấy không? Nhìn miếng tôm ngon chưa kìa. Rồi đây là tất cả xúc xích mình đã cắt ra sẵn, mình không nhớ mình cắt mấy cây luôn. Còn đây là ớt, đây là tương, đây là tương cà, đây là ớt. Rồi mới ra sẽ và bên đây mình đã chuẩn bị thêm một cái gọi là cái chảo để phục vụ mình công việc mình tốt hơn và những cái phụ kiện cần thiết như là cái này là cái sạn, ố lộn, cái này là cái sạn, gạch nào sạn đó, như là sạn sạn như là đó. Rồi kéo rồi các kiểu con gà đẻo luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm các bạn ơi. Ok bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ gọi là bật clip lên, bật bếp lên, kiếm điện, để cầm kiếm điện các bạn ơi. Ok, mình đã bật bếp lên các bạn ơi. Mình sẽ chọn cái là bắt đầu thì mình sẽ chọn nhiệt độ xào, bên xào. Ok, mình sẽ chọn nhiệt độ bên xào. Mình sẽ chanh rồi. Thì bây giờ thì vừa làm xào đó thì mình sẽ chào cho nóng cái chảo thì mình sẽ gọi là đánh trứng nha các bạn. Đây là trứng. Và bỏ hết tất cả chén gia vị mình đã chuẩn bị vào luôn. Đó. Không biết các bạn ngọt lạc gì không. Kêu dẫn này sẽ đánh lên. Đánh cho đều nha các bạn. Ta sẽ đánh trứng, đánh nhanh tay lên đều đều cho các bạn. Làm trứng nó mới ngon. Ok, mình đã thấy nó rất là đều các bạn ơi. Rồi mình để đây tạm thời ở đây. Và chúng ta sẽ bỏ dầu vô. Đây là dầu. Dầu mình đã chuẩn bị. Ơi. Đổ lặn muối luôn. Các bạn ơi, thì mình làm rất là nhiều trứng nên mình đã chuẩn bị rất là nhiều dầu. Thì bây giờ mình chờ dầu nó sôi thì mình sẽ chết một cái chảo nó bằng. Ok bạn, mình đã lấy một miếng giấy bạc nè. Ok. Rồi dầu chúng ta nó đã sôi đó các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gọi là đổ trứng vô các bạn. Ok, đây là trứng, mình thấy dầu nó nóng rồi đó. Ok bạn ơi, mình đã chuẩn bị, nãy mình quên là phải chuẩn bị thêm mịch phô mai để làm nó ngon hơn. Mình đã chuẩn bị thêm bọc phô mai sữa nữa. Ok, thì bây giờ thì cái này nó không cân bằng. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ tôm, bỏ đây là cái này là gọi là ớt chuông và hành gãi gãi lên. Rồi chúng ta sẽ bỏ kết hợp bỏ tôm luôn, bỏ tôm luôn đi Giang. Thì Giang ở ngoài nó sẽ bỏ tôm vô trước mình. Bỏ tôm và xúc xích vô luôn, chia đều đều ra.
là phô mai của con bột người. Thì phô mai này phô mai lát các bạn, sẽ bỏ vô thì nó sẽ béo chứ. Và thôi các bạn phô mai tạo gì cho nó dai. Thôi nướng đi bạn ơi. Mình sẽ để nhiệt độ là 700 độ. Rồi mình sẽ chờ nó, mình sẽ thăm thăm nó từ từ nữa coi. Nó chưa có hiện tượng gì chảy chưa. Tăng độ. Hết tăng được rồi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ nó các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ mình chỉ để dám để nhiệt độ là 60 độ thôi, mình không dám để cao lên. Tại vì mình sẽ sợ nó cháy các bạn. Mình chờ phô mai nó nở lên xong. Các bạn thấy không, phô mai nó đã tan chảy hết trơn rồi. Và tôm cũng đã chín rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tắt thôi. Ok, và thì mình sẽ dở nó ra. Đó, ngon 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 chưa kìa. Ok các bạn ơi, mình vô dụng quá, mình đã lấy ra và nó là bể rồi, nó khá là bự nên mình lấy ra không được bạn ơi. Cái này nó to hơn tay mình, nó khoảng bằng hai cái tay các bạn ơi. Cái khá là bự đúng không? Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ cho đây là xương gà. Và ớt lên và ta sẽ đem ra một chút thôi. Thấy nhìn nó cũng xấu chín chứ các bạn, nó ngon, nó ngon, nó ngon. Nó ngon. Còn ai rồi cắt dĩa con gà đi. Ok, xong. Và bây giờ mình sẽ đem ra thưởng thức các bạn. Mình hơi xấu chứ các bạn thông cảm. Mình thì không có khép tay thôi. Thì nó cũng khá là bự nên mình lấy hai cây để mình bỏ lên gì nè. Thế nó để ra cái gì ra luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra ăn thôi nè. Go. Ok, và giờ thì anh em mình sẽ bỏ nước nước vô và cắt bánh ra các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ cắt bánh ra. Sao các bạn thấy phô mai không? Nó dai dai rồi đó, mình thấy tổng hợp phô mai nó dai dai rồi đó. Thì tôm này nó cũng vừa chín luôn, rất ngon các bạn ơi. Anh ơi. Ok, đó. Chúng ta sẽ dứt ra một phần nhỏ thôi, chúng ta ăn. Đó. Bây giờ ta sẽ cho ra dĩa. Ok.
Và bây giờ thì mình sẽ thử trước cho mấy ngày nó thử sao. Đó, giờ thử trước đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử. Rồi, mời các bạn nha. Đây, mình sẽ ăn trước miếng. Đó, ăn không? Đúc nè, ăn không? Đâu ăn? Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cho mấy nệm ăn.